Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 9, tổ công tác của lực lượng chức năng nêu trên đã bắt giữ đối tượng Phan Quang Khiêm 1972, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tàng trữ ma túy tại đường, thu giữ 50 gram ketamin và 300 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Minh Tùng 1985, trú tại quận Tân Phú, Đặng Thị Kim Ngân tên gọi khác là Linh 1999, trú tại phường Tây Thạnh, Nguyễn Phúc Huy Chương 34 tuổi và Nguyễn Ngọc Tuân 1990. Khám xét chỗ ở các đối tượng này, tổ công tác thu giữ 15kg ma túy ketamine và 50.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây ma túy này là Phan Quang Khiêm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.